là quay đó. Hôm nay Heo có đồ chơi mới. Heo đang rất là khoái chơi. Hôm nay ba đi mua rất nhiều thứ cho Heo. Mua cả máy quay phim. Mua cả máy lạnh. Mua rất nhiều đồ chơi luôn. Heo sung sướng quá. Heo đang ngồi chơi cái đồ chơi của Heo. Đồng chí phát biểu cảm tưởng. Thích chứ bà. Có thích nhiều không? Hôm nay nhiều tiền quá. Thích quá đời. Hôm nay mình đi shopping cả ngày luôn, từ sáng đến chiều. Mua rất nhiều đồ luôn. Mua cả máy quay phim để mình còn chuẩn bị đi chơi, để quay phim. Ba mua cho em pin để em còn... Tất quá. Nhưng mà đồ chơi của mình hết pin, mình sắp phải đi mua pin. Có thích không con? Con có thích không?